Với bất kỳ sản phẩm nào của Kỳ Lân Luxury đều có giấy giám định đầy đủ chi tiết, phân tích, quang phổ. Thì một sản phẩm bằng vàng thì mình coi nó là vàng gì? Ví dụ như đây là vàng 75 thì mình sẽ đi phân tích, đi quang phổ ra. Đó là AU là vàng nè, vàng 75 nhưng mà 75.4 là gần 76 là vàng dư tuổi. 75 rồi mà dư tuổi luôn. Hoặc là những chiếc điện thoại Vertu Signature S vàng khối của showroom Kỳ Lân cũng vậy. Khi mình đi giám định thì ở trung tâm Dujilab này họ sẽ giám định cho mình là vàng hồng 18K và họ chụp hình sản phẩm lên, họ có ghi giấy cái mã số giám định cho mình luôn. Thì thời buổi này bây giờ rất là công khai, công bằng và rất là dễ cho mọi người giám định. Cho nên là quý khách yên tâm tuyệt đối vào chất lượng cũng như uy tín của thương hiệu Kỳ Lân Luxury là một đơn vị chuyên về đồ cao cấp đỉnh cao. Mặc dù những nơi bán họ đã đưa cho mình những tờ giấy như thế này, họ đã đi làm sẵn cho mình rồi, nhưng mà mình kỹ thì về mình nên đi lại, tự mình đi lại những nơi như thế này để mình giám định lại lần nữa cho an tâm tuyệt đối nha.